Xin chào quý vị các bạn, thì thể theo nguyện vọng của một số các anh chị em có comment xuống phía dưới thì review hoặc là làm báo giá một cái dòng xe gầm cao 5 chỗ của dòng Ford. Thì đây chính là cái mẫu xe Ford EcoSport Titanium rất là mới, sản xuất năm 2018. Xe này thì cũng không phải xe của tôi. Đấy, tôi hiện tại thì cũng có cổ phần cùng một showroom, nhưng xe này thì không phải là xe của tôi. Thì mà tôi vẫn mong muốn làm sao mà mang lại cho quý vị các bạn những cái mẫu xe tốt nhất và rẻ nhất tại thị trường, để các bạn có điều kiện và cơ hội sở hữu những cái mẫu xe trước Tết. Các bạn có thể thấy thì cái mẫu xe này thì cũng được rất nhiều các anh chị em yêu mến bởi cái tính đa dụng, cái tầm quan sát dễ dàng khi mà chúng ta ngồi trên cái dòng xe này, bởi vì cái gầm cao của nó đi cũng rất là tiện, đi trong phố cũng được và đi đường nông thôn cũng tốt, cũng như đường đồi núi thì đều cũng có thể là tuyệt vời. Các bạn có thể thấy cái dòng xe này thì đây, hệ thống đèn pha này, đèn gầm này, rồi cái mặt ca lăng của nó thì trông nó cảm giác gì đó cũng khá là hiện đại. Ở phần phía bên ngoài thì các bạn có thể thấy thì đối với những cái mẫu xe gầm cao 5 chỗ thì khó có mẫu xe nào có thể ăn nổi cái dòng xe này. Cũng cái tính chất nó rất là đẹp, mâm xe này. Và đặc biệt hơn nữa nó là cái dòng xe rất là nhỏ gọn ở trong cùng cái phân khúc đó, và cái tính cơ động của nó thì rất là tốt. Chúng ta sẽ đi một vòng xem cái mẫu xe này. Đây các bạn, có rất nhiều anh chị cũng thích cái mẫu xe lốp treo. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây, Ford EcoSport đây, Titanium các bạn nhé, Titanium cao cấp của nó đấy. Đây mẫu treo, cái lốp treo này rất là hay. Đặc biệt là những anh chị nào mà có điều kiện làm việc công tác tại châu Âu hoặc nước Mỹ thì rất thích cái kiểu như này. Đấy. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây, mức tiêu thụ nhiên liệu của mình là 7,7 lít trên 100 km kết hợp. Trong đô thị là 9,89 lít trên 100 km là trong đô thị, và 6,41 lít trên 100 km ngoài đô thị các bạn nhé, ngoài đô thị. Đây. Rồi, chúng ta sẽ đi vào sâu trong cái xe. Thì khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng thì chắc chắn các bạn sẽ phải quan tâm đến 4 yếu tố. Trong đó có xe không được tai nạn, xe không được tháo cổ máy, xe không bị ngập nước, rồi giấy tờ an ninh đảm bảo. Sáng ngày tôi cũng xem qua một cái mẫu xe thuộc dòng xe Ford, đó là Ford Ranger. Thì sau khi xem xe thì chúng tôi mới phát hiện ra là xe đã bị tai nạn ở khu vực phía bắc. Tai nạn ở khu vực phía đằng trước bên phải và thậm chí bị nổ túi khí. Nhưng mà thợ bây giờ họ làm lại cũng rất là kỹ. Nên là các bạn, nếu mà các bạn không nghiệp vụ thì hãy nhờ các chuyên gia hoặc những người bạn đồng hành đi cùng, để làm sao mà phát hiện ra những cái chiêu trò của những cái thợ xe bán ra ngoài đường các bạn nhé. Đây chúng ta có thể vào trong cái không gian khoang nội thất để có thể trải nghiệm. Xe được toàn bộ trang bị được bọc ghế da các bạn nhé, bọc ghế da. Và vô lăng lái thì cũng nhìn chung là nó cũng khá là sắc sảo, khá là hiện đại. Bọc ghế da chỉ đỏ. Nhìn cái ghế thì chất liệu ghế thì cảm giác nó rất là thể thao, bởi cái khả năng ôm người. Rồi trên thì có cái hệ thống thông tin nghe nhìn rất là hiện đại. Có đầy đủ startup, đầy đủ rồi. Có màn hình, có điều hòa tự động các bạn nhé, hộp số tự động, gần như đầy đủ. Xe thì được kể là xe gầm cao các bạn ạ. Xe gầm cao các bạn nhé. Đấy, gần như mới, xe sản xuất năm 2018. Và cái tầm tiền như này thì nó khá là hợp lý. Hôm nay tôi review nhanh thôi, bởi vì bản chất là cái mẫu xe này thì gần như là còn rất là mới, và xe thì vẫn còn rất là nét. Động cơ thì đương nhiên rồi, các bạn có thể thấy là được cam kết là động cơ còn nguyên bản. Đấy. Và hiện tại cái mẫu xe này đang chào bán lên mức giá là 550 triệu thôi, vẫn có thể thương lượng được giá. Và hỗ trợ trả góp khoảng tầm 7-8%, tương đương với khoảng các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng tầm 130-140 triệu là có thể sở hữu ngay cái dòng xe này rồi. Đấy. Nếu như các bạn có nhu cầu sở hữu cái dòng xe trước Tết thì hãy vui lòng gọi điện cho hotline đường dây nóng để có thể có cơ hội được hỗ trợ giá là tốt nhất. Thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi lời chúc sức khỏe. Chúc các bạn có một năm mới thật nhiều sức khỏe, thành công và tìm được những chiếc xe ưng ý. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.